chủng vân tay AT. Thì nói về tính cách của chủng vân tay ạt thì AT là một chủng vân tay đặc biệt trong cái nhóm chủng vân tay ạt. Và người sở hữu chủng vân tay này thì tiềm năng là vô hạn. Và cái quan trọng là tiềm năng nó chưa trở thành tài năng khi chúng ta chưa được phát hiện và được kích hoạt nó. Và về tính cách của chủng vân tay này là nói lên là tiềm năng rất là lớn và chúng ta cần phải làm sinh trắc vân tay để tìm ra những người sở hữu chủng vân tay AT này và chúng ta tìm cách kích hoạt nó. Và ở đây Nhân có một cái ví dụ về người mà sở hữu chủng vân tay AT là vô tình được kích hoạt thì khả năng của người đó trở nên cực kỳ khủng khiếp. Đó là cái ạt của người đó nằm ở cái ngón về logic toán học, là từ nhỏ cho đến khoảng lớp 8, là cuối năm lớp 8 là người đó học toán đó, nói chung là chỉ là ở mức trung bình thôi. Nhưng mà sau lớp 8 là lớp 9 là vô tình thích một cái cô bé mà cái cô đó học cùng lớp và rất là giỏi toán. Thì về nhà có động lực thì sau đó là người đó được kích hoạt ạt và tài năng về toán học đó, người đó là rất là cao. Là trong năm lớp 9 là người đó học rất là giỏi toán và đứng đầu về toàn trường luôn. Và đó là một cái là vô tình ạt được kích hoạt, đó là do có động lực thôi. Nhưng mà có một cái trường hợp khác là cái anh đó là hiện là giáo viên về dạy toán, là cũng vô tình kích được hoạt, nhưng mà ở một cái khía cạnh, một cái trường hợp khác là từ năm lớp 1 cho đến năm lớp 8 thì là về lý của cái người đó là học chỉ là ở mức là kém thôi. Nhưng mà vô tình là lần đó làm kiểm tra nhưng mà cái người đó là điểm cao nhất lớp. Thì và không có ai là đạt cùng cái số điểm với cái người đó. Thì cái người dạy á, là biết cái người đó trước giờ học rất là dở nhưng mà tại sao điểm rất là cao và nghi ngờ về cái điểm đó. Và sau đó thì anh đó là nói chung là rất là nóng và anh đó tự nhiên là học từ đó về sau là về toán học, về lý học là cực kỳ giỏi. Và anh có khả năng là nhìn vào cái đề là có thể là thấy luôn được cái đáp án mà chưa cần phải giải. Và những cái bài toán mà càng khó thì anh xem cái bài toán đó càng dễ và rất là đơn giản. Và đó là hai cái ví dụ. Và Nhân nói khi cái người mà sở hữu chủng vân tay AT này mà được kích hoạt thì tài năng là cực kỳ khủng khiếp. Và nằm ngay ngón nào thì tài năng về ngón đó. Và ở đây khả năng kiến thức của người này là gì? Hấp thụ rất là lớn, do đó cần phải là tập trung vào kiến thức và chuyên môn và đọc sách nhiều hơn để cái kiến thức của người đó rất là tốt. Và đặc tính cách của cái người mà sở hữu chủng AT này là gì? Họ làm việc và đưa ra một cái quyết định rất là thận trọng. Và đặc biệt là người này là không thích thể hiện trước đám đông. Mà trong một cái cuộc nói chuyện, mà trong một cái nhóm người mà các bạn mà sở hữu chủng vân tay vớp á, thường là gì? Là những người là thể hiện và nói chuyện sôi nổi nhiều hơn. Và một cái người mà ngồi im lặng nhiều, đó là cái người sở hữu chủng vân tay AT. Và người sở hữu chủng vân tay này thì mặc dù có kiến thức rất là sâu nhưng mà họ lại không thể hiện và không chia sẻ nhiều. Nhưng mà trong cuộc nói chuyện đó, họ mà cái vấn đề một cái lĩnh vực nào đó mà họ chia sẻ thì họ chia sẻ rất là sâu vào cái lĩnh vực đó. Và ở đây đối với ạt thì chúng ta biết là cái phong cách làm việc và đưa ra quyết định của họ rất là cẩn thận và chắc chắn, do đó mình sẽ hiểu nhầm đó là vấn đề là về chậm. Và nếu một đứa bé mà ạt chưa được kích hoạt thì chúng ta thường nghĩ và thường xem đứa bé đó là tại sao nó chậm chạp và so với những cái đứa bé khác mà tại sao nó không có lanh lẹ và không có mau lẹ được. Và chúng ta cần làm bài này để giúp tìm ra những đứa bé đó và cải thiện cái mối quan hệ giữa ba mẹ và so với đứa bé đó. Và ở đây đối với người mà sở hữu chủng vân tay này thì khi mà mình giao tiếp tương tác thì nói chuyện đơn giản ngắn gọn thôi, tập trung vào vấn đề, tại vì họ sẽ không thích những cái lý luận trừu tượng, chỉ thích những thứ đơn giản thực tế và đi thẳng vào mục tiêu. Và dễ dàng từ bỏ khi mà không đạt được những kết quả mà không như mong đợi, có nghĩa là khi mà họ làm một cái việc gì đó sau một cái thời gian dài mà cái kết quả mang lại nó không giống như những gì họ mong muốn thì họ sẽ có xu hướng là dễ chán và dễ nản. Và ở đây về tính cách chủng vân tay AS và AT sẽ khá là giống nhau, nhưng mà chủng vân tay AS thì tính cách của người đó có một cái độ kiên trì và bền bỉ nhiều hơn, nhưng mà đối với chủng vân tay AT thì họ lại là dễ chán và dễ nản hơn đó. Và ở đây người mà sở hữu chủng vân tay AT là không quan tâm nhiều đến những cái ý kiến đánh giá của người khác về bản thân của họ, là họ như suy nghĩ sao và họ thể hiện như thế nào thì việc đó là bản thân họ biết thôi, và người khác thì sẽ rất là khó hiểu. Và cái người mà sở hữu chủng vân tay này thì làm việc đưa ra những cái quyết định mang tính thận trọng và khả năng chi tiết vấn đề rất là tốt và sắc bén trong việc là đánh giá trong công việc.
Và những người mà sở hữu chủng vân tay ạt này là thường làm những cái vị trí là hệ thống hóa toàn bộ các vấn đề làm việc, sắp xếp cái kế hoạch làm việc cho toàn công ty, cho toàn hệ thống và hệ thống hóa toàn bộ vấn đề. Và ở đây nếu mà ạt mà xét về công việc thì theo như nhân thấy á, thì đa phần những người mà sở hữu chủng ạt thì làm ở cái lĩnh vực là về kế toán là nhiều. Nhưng mà nếu mà khả năng của người đó ở ạt mà nằm ở ngón khả năng khác thì tài năng ở ngón đó, do đó cần phải là đi tìm và làm những cái bài sinh trắc để tìm ra những người sở hữu chủng này để phát hiện tài năng và định hướng nghề nghiệp cho nó phù hợp và chính xác hơn. Và ở đây những người mà sở hữu chủng ạt này là có xu hướng là đặt ra nhiều câu hỏi, có nghĩa là họ sẽ hoài nghi một cái vấn đề đó có thật sự là đúng hay không, nó có chính xác hay không. Và ở đây họ đặt ra nhiều câu hỏi để họ tìm lại câu trả lời và họ dò xét xem vấn đề đó đúng hay không để họ hiểu sâu hơn. Tại vì khi mà một người mà chủng ạt mà họ có thể là xử lý thông tin nó sẽ không được nhanh, và mình cần là cần cái sự đảm bảo sự an toàn, thì người sở hữu chủng này khi mà đưa ra quyết định nó sẽ cũng sẽ không nhanh so với những người khác đó. Và khi mà mình nói chuyện nhanh quá đối với người sở hữu chủng này thì họ đôi khi họ xử lý thông tin không kịp, do đó họ sẽ hỏi lại để họ có thể là hiểu vấn đề hơn. Và từ cái việc này thì khi mà đứa bé mà sở hữu chủng vân tay này thì sau khi mà nó đi học về thì phụ huynh phải hỏi là bé nó còn vấn đề nào chưa hiểu hay không để mình có thể là giải thích lại cho đứa bé đó hiểu. Và việc quan trọng là chúng ta cũng không nên là ép buộc đứa bé đó sẽ phải học nhiều môn, học thêm nhiều môn hơn, tại vì nó mức độ về xử lý thông tin của cái người mà sở hữu chủng vân tay này nó không cao, mà mình cho học nhiều quá thì nó sẽ gặp áp lực về bản thân rất là nhiều đó. Và ở đây cái người mà sở hữu chủng vân tay này thì sẽ rất là khó tin, và họ chỉ tin khi là trải nghiệm và học hỏi từ kinh nghiệm từ người khác, và tự nói chung là họ sẽ tự đi làm và tìm ra cái kinh nghiệm đó và để họ tin vào một vấn đề gì đó. Và đối với cái người mà sở hữu chủng vân tay này thì học tập chính của họ là học là phải thực hành và lặp đi lặp lại thường xuyên. Họ nghe một vấn đề sau đó họ đi làm liền á thì rất là ok, họ xem người khác làm xong họ làm lại thì ok, nhưng mà họ nghe mà không đi làm thì họ sẽ không nhớ gì hết. Do đó chúng ta phải lưu ý cái người sở hữu chủng ạt phải học qua vận động, học qua thực hành nhiều hơn, và đặc biệt nữa nó mang tính lặp đi lặp lại thường xuyên. Và người mà sở hữu chủng ạt thì nhiều khi các anh chị thấy là nghe nhạc á là một bài nghe đi nghe lại nhiều lần, và có thể là một bài nghe cả tháng trời cũng được nữa chứ không sao. Mà người sở hữu chủng ạt thì đôi khi thì nhận thấy là có một vài phụ huynh phản ảnh lại là bé nhà của họ thì đôi khi thì trong việc tắm nó cũng lâu hơn so với người khác nữa, tại vì nó tính cách của bé nó rất là kỹ và nó rất là cẩn thận. Và ở đây người mà sở hữu chủng vân tay AT làm việc theo từng bước, sắp xếp mọi việc theo thứ tự có hệ thống, là làm việc theo nguyên tắc, theo quy trình, theo hệ thống. Làm việc mà nó trái cái nguyên tắc theo hệ thống, trái cái hệ thống đó thì cái người sở hữu chủng ạt này bắt đầu sẽ rối và làm việc sẽ khó khăn hơn. Và người sở hữu chủng ạt là rất là nghiêm túc và rất là có trách nhiệm và rất là chân thành, và họ chỉ cần là ai đó giao cho họ một cái việc gì thì chắc chắn người đó sẽ làm được. Nhưng mà theo khía cạnh là đơn giản hóa một vấn đề thôi, đừng nên phức tạp quá, tại vì khi phức tạp thì người sở hữu chủng ạt sẽ rất là bị rối đó. Và cái người mà sở hữu chủng AT này là rất là nhạy cảm, cảm xúc và bốc đồng. Và ở điều này có nghĩa là họ rất là, cái tôi họ rất là cao. Mà nếu mà cái tôi mà nó bị đẩy lên cao quá thì họ sẽ bộc lộ cái cảm xúc ra, và đến mức độ là cực kỳ nóng, họ sẽ trở thành hơn một cái ngọn lửa nữa. Lúc đó là họ sẽ rất là kiểm soát về bản thân. Tuy nhiên cái người mà sở hữu chủng ạt này sẽ khó thể hiện cái cảm xúc ra bên ngoài hay thổ lộ bằng lời nói. Có nghĩa là ạt mà nó nằm ở cái ngón về giao tiếp tương tác thì cái việc mà mình suy nghĩ bên trong của mình khác, nhưng mà đến lúc mà mình chia sẻ ra bên ngoài nó sẽ theo một cái chiều hướng khác. Và ở đây thì là một cái hạn chế rất là lớn. Và cái tính cách của ạt thì nó khá là đặc biệt ở cái chỗ đó, do đó mình giao tiếp tương tác nó phải ngắn gọn đơn giản thôi, và giao từng việc thôi, không nên là giao nhiều việc quá, và cũng không nên là đưa ra một cái thời hạn ngắn quá, bắt họ phải đưa ra một cái quyết định nó phải mang tính chất là nhanh đó. Chúng ta phải để ý những cái vấn đề này, và đặc biệt là đối với trẻ em là người mà sở hữu chủng vân tay này thì càng nên làm sinh trắc vân tay để người chuyên viên tư vấn giúp cho phụ huynh hiểu về cái cách tính cách cũng như cái cách học và cái nghề nghiệp nào phù hợp đối với cái người sở hữu chủng vân tay này, và để họ trở thành thiên tài trong xã hội.